Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, sáng nay, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến thăm và chúc Tết tại các Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng đến thăm tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc năm mới may mắn, thành công đến toàn thể cán bộ, công nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng nói riêng, đến Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc nói chung. Đồng thời mong muốn thời gian đến Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị, xúc tiến thương mại, giao lưu nhân dân. Cảm ơn lời chúc của lãnh đạo thành phố, bà Hy Tuệ. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng thành công đến Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố nói riêng, đến Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung. Đồng thời khẳng định thời gian đến, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tích cực phối hợp với thành phố để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương của Trung Quốc và Đà Nẵng. Đến thăm Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ nhân viên của Tổng lãnh sự quán năm mới an khang thịnh vượng, vàng sự như ý. Đồng thời mong muốn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc, góp phần đem lại bầu không khí mới cho quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên đáp lại thịnh tình của lãnh đạo thành phố, ông An Min-sik, tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng gửi lời chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố một năm mới hạnh phúc, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được đảng và nhà nước giao phó. Đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng thành phố, nỗ lực vì sự phát triển của Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc, cũng như vì quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.